Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với Dược phẩm Học viện Quân y, Dược phẩm Học viện Quân y 103.com. Trong clip ngày hôm nay, mình sẽ review một sản phẩm rất nổi tiếng trong thời gian qua. Đó là sản phẩm men sống bạch mai. Men sống bạch mai là giải pháp tối ưu nhất cho điều trị rối loạn tiêu hóa ở trẻ nhỏ. Sản phẩm giúp bổ sung men vi sinh của Ecoline, chứa hơn 3 tỷ lệ khuẩn, sử dụng mỗi ngày giúp cân bằng hệ vi sinh đường ruột, giúp trẻ ăn ngon, tránh còi xương và nâng cao khả năng miễn dịch của cơ thể. Sản phẩm đã được rất nhiều bà mẹ và các bé tin tưởng, yêu thích và sử dụng trong thời gian qua. Có thể kể đến một số ưu điểm vượt trội của sản phẩm men sống bạch mai. Đó là: thứ nhất, men vi khuẩn trong sản phẩm men sống bạch mai là men vi khuẩn sống 100%, có tác dụng ngay lập tức khi được đưa vào trong hệ tiêu hóa. Cái ưu điểm vượt trội thứ hai của sản phẩm đó là trẻ sơ sinh từ 6 tháng tuổi trở lên đều có thể sử dụng được. Và ưu điểm thứ ba của sản phẩm đó là sản phẩm tinh khiết dạng nước, không mùi, không vị, an toàn tuyệt đối cho bé khi sử dụng. Thì ưu điểm vượt trội thứ tư của sản phẩm đó là sản phẩm được bào chế ở dạng dung dịch loãng, mỗi ống chứa 5ml dung dịch, nên men vi khuẩn sống nên rất dễ sử dụng. Đối với trẻ sơ sinh, các bạn có thể pha thêm với nước sôi để nguội. Và ưu điểm vượt trội thứ tư đó là sản phẩm được thiết kế chuyên biệt cho các trường hợp bị tiêu chảy, rối loạn tiêu hóa, phân sống, táo bón, giúp tăng cường tiêu hóa, tăng sức đề kháng cho cơ thể. Trên tay mình đây là sản phẩm men sống bạch mai. Nhìn tổng quát, các bạn có thể thấy hộp men sống bạch mai được thiết kế rất đẹp, hài hòa, chuyên nghiệp nhưng vẫn ngộ nghĩnh và đáng yêu, rất phù hợp với lứa tuổi của các bé. Từ trên nhìn xuống, các bạn có thể thấy trên cùng đó là dòng chữ Ecoline. Chính giữa của sản phẩm đó là tên sản phẩm men sống bạch mai, được thiết kế rất chuyên nghiệp. Bên phải tên sản phẩm đó là một số đối tượng chính thích hợp sử dụng sản phẩm. Thì sản phẩm men sống bạch mai thích hợp sử dụng cho người bị tiêu chảy, bị rối loạn tiêu hóa, bị táo bón. Bên dưới tên của sản phẩm đó chính là các men vi khuẩn sống có lợi chứa trong sản phẩm men sống bạch mai. Bên dưới cùng của sản phẩm đó là quy cách đóng gói và sử dụng. Sản phẩm men sống bạch mai được bào chế dạng ống, dùng một lần, an toàn và dễ sử dụng. Mỗi hộp như mình đang cầm đây thì có 20 ống, mỗi ống 10ml. Cạnh bên phải của sản phẩm, như các bạn đang thấy, đó là tem xác thực của sản phẩm. Bên trong tem xác thực này thì có mã cào. Khi mua sản phẩm, các bạn cào nhẹ phía bên trong lớp mã này và soạn tin nhắn XT khoảng trắng mã số gửi 8137 để xác thực thông tin chính hãng về quả sản phẩm. Cạnh còn lại của sản phẩm thì được thiết kế tương tự như trên mặt trước của sản phẩm. Cạnh phía trên của sản phẩm thì có chứa một số thông tin như thành phần cấu tạo, công dụng, khuyến cáo, số xác nhận công bố và tiêu chuẩn, lô sản xuất và mã vạch để chúng ta có thể check sản phẩm chính hãng. Thì về thành phần cấu tạo thì trong 10ml thì chứa khoảng 3 tỷ men vi khuẩn sống, kẽm glucolate tương đương với 1,42mg, kẽm 10mg, phô liệu nước vừa đủ 10ml. Về công dụng của sản phẩm men sống bạch mai thì sản phẩm men sống bạch mai thì giúp bổ sung lợi khuẩn đường tiêu hóa và kẽm, tăng cường tiêu hóa, tăng cường sức đề kháng, hỗ trợ giảm các triệu chứng rối loạn tiêu hóa, phân sống, tiêu chảy do các loạn khuẩn đường ruột và so dùng kháng sinh dài ngày. Về khuyến cáo, không dùng những người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế trước chữa bệnh. Số xác nhận công bố, tiêu chuẩn và lô sản xuất. Về lô sản xuất và hạn sử dụng thì mỗi hộp men sống bạch mai có thời hạn sử dụng là 3 năm. Khi mua sản phẩm chúng ta nên chú ý về thời gian sử dụng này và sản phẩm còn tương đối dài. Và cuối cùng là mã vạch. Chúng ta có thể sử dụng phần mềm iCheck để check sản phẩm chính hãng bằng mã vạch này. Cạnh còn lại của sản phẩm thì chứa một số thông tin về đối tượng sử dụng, hướng dẫn sử dụng, bảo quản và sản xuất. Đối tượng sử dụng sản phẩm men sống bạch mai thích hợp sử dụng cho người bị rối loạn tiêu hóa, phân sống, tiêu chảy do loạn khuẩn đường ruột, do dùng kháng sinh dài ngày. Hướng dẫn sử dụng: trẻ em trên 2 tuổi ngày uống 2 ống chia làm 1 đến 2 lần, người lớn ngày 4 ống chia làm 2 lần, trẻ dưới 2 tuổi dùng theo ý kiến của bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng, uống sau khi ăn từ 5 đến 10 phút để có hiệu quả tốt nhất, bảo quản nơi khô mát tránh ánh sáng trực tiếp và nhiệt độ dưới 30 độ C. Và các bạn lưu ý chúng ta phải để xa tầm tay trẻ em. Sản xuất và chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm: công ty cổ phần DP Ecoline, địa chỉ số 60 Liên Cơ, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Như vậy mình vừa review tới các bạn bên ngoài của sản phẩm men sống bạch mai. Sau đây mình sẽ bóc sản phẩm và review chi tiết bên trong
cho các bạn xem nhé. Như các bạn thấy ở đây, bên trong mỗi hộp men sống bạch mai thì gồm có một tờ giấy hướng dẫn sử dụng và 4 vỉ, mỗi vỉ 5 ống, mỗi ống chứa 10ml men sống bạch mai. Trước hết về tờ giấy hướng dẫn sử dụng, thì bên trong tờ giấy hướng dẫn sử dụng thì cũng chứa các thông tin tương tự như trên vỏ hộp. Đó là về tên của sản phẩm, tên các men vi khuẩn có lợi, thành phần cấu tạo, công dụng, đối tượng sử dụng, hướng dẫn sử dụng, bảo quản, khuyến cáo, số xác nhận công bố và thông tin về đơn vị sản xuất. Đối với các vỉ đựng dung dịch men sống bạch mai thì các bạn có thể thấy ống thì được thiết kế bằng nhựa màu trắng trong, rất đẹp, an toàn và tiện lợi cho các bé khi sử dụng. Men sống bạch mai thì có vị rất thơm, ngon nên các bé thường rất thích. Các bạn lưu ý khi chúng ta mua sản phẩm thì chúng ta phải kiểm tra kỹ thông tin bên ngoài cũng như thông tin bên trong của sản phẩm. Mặt trên của các ấm thì đều có tên sản phẩm, công dụng chính của sản phẩm và số đăng ký của sản phẩm. Đây các bạn quan sát. Phía dưới thì mỗi vỉ cũng có thông tin về ngày sản xuất, lô sản xuất và hạn sử dụng. Các bạn lưu ý khi sử dụng chúng ta chỉ cần xé hoặc cắt một ống ra, dùng dao hoặc kéo sạch, cắt đầu ống, có thể cho các bé uống trực tiếp. Như vậy mình vừa review tới các bạn sản phẩm men sống bạch mai. Các bạn có nhu cầu mua sản phẩm chính hãng, vui lòng liên hệ hotline 0988 648 750 hoặc để lại số điện thoại ở bình luận bên dưới. Các bạn đừng quên like, share, bấm nút đăng ký và nút chuông ở góc phải màn hình để không bỏ lỡ các video tiếp theo của Dược phẩm Học viện Quân y nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.